Hôm nay là ngày thi đấu vòng 2, vòng tranh tài của các nhóm bạn B tại đấu trường Phó Nhà. Không khí phim trường hiện giờ đang rất sôi nổi. Bên trong sân khấu, bộ ba giám khảo Quyền Lực cùng MC Thúy Vân đã xuất hiện và sẵn sàng cho giờ ghi hình. Các nhóm cũng đang nhanh chóng dợt lại bài lần cuối. Không biết là ngay lúc này, những võ sinh bảng B của chúng ta cảm thấy như thế nào? Trước khi lên sân khấu thì tụi em cảm giác có một chút hồi hộp và lo lắng, không biết là lần này bước lên sân khấu tụi em có thể hiện được hết những cái tinh thần mà anh biên đạo muốn thể hiện, và cũng như là tất cả tụi em đều muốn là một cái không khí thật là sôi động, sôi nổi và một hình ảnh thật sự là khác biệt của Taekwondo khi lần đầu tiên kết hợp với lại âm nhạc dân gian. Sắp sửa bắt đầu rồi. Nhóm mình là nhóm đầu tiên nữa nên là không biết là nhóm mình có thể là thể hiện hết sức mình, và các đội khác thì mình cũng chưa biết như thế nào, thì thật sự họ là những đối thủ đáng gờm. Thật sự nhóm mình phải cố gắng hơn nữa. Nên mình ra nào. 1 2 3 Chỉ còn vài phút nữa là đến phần thi đấu của bốn nhóm bạn B. Tất cả đã sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu của đấu trường Phó Nhạc tối nay. Đón xem tập 6 đấu trường Phó Nhạc phát sóng vào lúc 19:30 ngày 19 tháng 5 năm 2018 trên kênh HTV7.